Và đây là những thứ còn sót lại dành cho anh em lựa nha. Đây là lục lạc của xe 7870 các bạn, tháo ra các bạn, tất cả là đồ đều nguyên zin và đẹp hết nha. Anh em có nhu cầu món nào thì các bạn nhắn tin trong Zalo cho mình sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn coi nha. Chứ bây giờ nó nguyên một đống như thế này là không có coi chi tiết được. Các bạn muốn coi cái nào mình sẽ gửi hình chi tiết, quay chi tiết từng món cho các bạn coi. Mình đã chụp hình sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ các bạn cần món nào thôi, tất cả đều là đẹp hết các bạn. Các bạn chỉ việc lựa nha. Dây điện, đặc biệt là cục máy là cực kỳ êm nha, cực kỳ êm luôn. Bình xăng con gan tây nhuyễn. Anh em cứ cần món nào, anh em cần món nào nhắn tin Zalo mình sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn coi nha. Rất là đẹp các bạn. Rồi anh em cần món nào nhắn tin trong Zalo cho mình nha.